Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới. Và đây những trao bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy một số bạn tụ 1 các bạn đang bị không được khỏe ha, hoặc là một số bạn có khả năng là có vấn đề liên quan đến tài chính, sự nghiệp. Các bạn đang cảm thấy khá là có một cái sự mệt mỏi, tuyệt vọng và đôi khi cũng thấy hơi kiệt quệ trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên sắp tới là cuộc sống của bạn có những cái sự thay đổi mới và những cái sự gọi là hao tổn tiền bạc hoặc là có sự thất thoát hoặc là có sự khánh kiệt này, nó chính là một cái bước đệm để bạn có thể bước sang, chuyển hướng sang một cái giai đoạn mới. Và bạn ở đó mà sẽ tìm thấy được cái mục tiêu, một cái sống, cái đường hướng rõ ràng hơn trong tương lai. Ha. Mình thấy các bạn đang từ từ kết thúc được cái chuỗi ngày mệt mỏi của bạn đó ha. Không gì là có thể kéo dài được một khoảng thời gian lâu dài đâu. Mọi thứ này nó sẽ diễn ra nhưng mà nó cũng sẽ có sự kết thúc. Và mình thấy nó sắp có sự kết thúc rồi. Và cuộc sống của bạn thì mình thấy là bạn đã có một cái sự gọi là được khai sáng rồi. Bạn đã xác định được cái con đường mình phải đi là gì. Đồng thời mình thấy bạn có khả năng là từ bây giờ bạn phải cố gắng để có thể nỗ lực, có thể lèo lái con thuyền định mệnh của bạn đi đúng đường, đúng hướng. Và bây giờ chỉ có mình bạn mới có thể thay đổi cuộc đời của mình thôi ha. Và không thể cậy nhờ vào ai khác nữa. Và mình thấy là một cái sự gọi là tái sinh hoàn toàn mới của bạn. Mình thấy bạn có một cái sự chiêm nghiệm ha. Các bạn nhìn về những cái khoảng thời gian mà các bạn đã trải qua. Các bạn có một cái sự gọi là rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân của mình. Đồng thời các bạn chuẩn bị cho một cái đường hướng tiếp theo để có sự thay đổi, để có sự hoàn thiện và cố gắng trở nên một con người đứng đắn, trưởng thành và có một cái sự là cố gắng vạch ra kế hoạch đường hướng tương lai để có thể gọi là tạo ra những cái bước tiến mới cho cuộc sống của mình ha. Trời. Điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới? Mình thấy trong vòng 20 ngày tới các bạn sẽ tìm thấy được con đường của bạn. Các bạn sẽ tạo ra một cái cú bứt phá cho cuộc đời của mình. Và mình thấy thì lá bài này cho thấy rằng thì cái luân xa thứ hai của bạn đang được thiên thần xinh đẹp Ariel khai mở. Ha, cô ấy gửi một cái năng lượng màu cam tươi sáng, thúc đẩy cái sự sáng tạo đầy cảm hứng và sự thoải mái hơn với cái sự thân mật. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đang có một cái sự thúc giục bạn phải sáng tạo hơn. Hãy để bản thân của mình tiếp cận với các lĩnh vực thể hiện bản thân chưa được khám phá và các dự án mới có thể cách tiếp cận sáng tạo hơn nữa. Đây cũng là cái thời điểm mà năng lượng của sự gần gũi với người khác và nuôi dưỡng bản thân của mình có thể tuôn trào một cách tự do hơn. Ha, giờ đây bạn có thể mở lòng đón nhận cái sự gần gũi về tình cảm có thể sẽ đến với bạn.
Vì vậy hãy nuôi dưỡng bản thân và sẵn sàng đón nhận tình cảm xung quanh, tình bạn bè, tình thân thiết ha, của những tâm hồn đồng điệu xung quanh bạn. Mình thấy bạn sẽ có những cái sự kết nối và lan tỏa tình cảm, lan tỏa tình yêu thương và có sự thân thiết, có sự hòa đồng với mọi người xung quanh trong vòng 20 ngày tới. Và đây là cái khoảng thời gian để bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu những cái gì thực sự cần thiết. Hãy nhớ những gì quan trọng trong cuộc sống và buông bỏ những cái điều không quan trọng. Hãy rũ bỏ những cái sự bận rộn và nhịp sống điên cuồng. Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại, giải tỏa cái nỗi lo lắng về tương lai hoặc là những cái việc làm trong quá khứ. Đây là thời gian để bạn có một cái sự suy ngẫm và có thể là đáng để nhìn lại thứ mà bạn đã trải qua trước đây. Mọi thứ có thể không phải lúc nào cũng như bạn tưởng. Hãy nhìn sâu hơn vào các tình huống và các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Và đồng thời hãy khám phá ra những cái bản chất, những khả năng thực lực của bạn. Và trên thực tế, một cái gì đó dường như nó đã có một cái sự đóng cửa hoặc là có sự kết thúc, thì đang có một cái sự sẵn sàng để mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đi sâu hơn vào ý nghĩa tận cùng của cái tình huống, thì bạn có thể tìm thấy những viên ngọc chân lý, ánh sáng hoặc là sự phong phú tiềm ẩn. Và đừng lùi bước ha, hãy đứng lên vì chính mình. Và bạn hãy tin vào bản thân của mình, giữ vững những gì mà bạn biết là đúng. Bạn giống như một cây sòi cổ thụ vậy đó ha, có gốc rễ sâu trong lòng đất. Bạn cao quý, dũng cảm và mạnh mẽ. Và mọi việc nó đang thuận buồm xuôi gió với bạn á ha. Hãy có một cái sự gọi là xuôi theo dòng chảy. Bạn đang chuyển sang một cái giai đoạn nhẹ nhàng và trôi chảy hơn. Tất cả đang diễn ra một cách hoàn hảo và đúng thời điểm. Và tất cả mọi thứ nó đang rơi vào đúng cái vị trí của nó. Vì bạn không cần phải chống lại cái sự trôi dạt của dòng sông lớn của cuộc sống. Hãy tận hưởng cái chuyến đi. Đây không phải là lúc để cố gắng kiểm soát các sự kiện trong cuộc sống của bạn. Hãy để vũ trụ hỗ trợ cho bạn. Bạn không cần phải tự mình làm tất cả. Vinh quang của vũ trụ sẽ chảy qua bạn. Đồng thời thì nếu bạn không cảm thấy cuộc sống trôi chảy, thì nó có thể có nghĩa là bạn đang cố gắng kiểm soát các tình huống trong cuộc sống của bạn, hoặc bạn đang tự phê bình hoặc là phán xét. Cách để bạn có thể gọi là xuôi theo dòng là hãy có lòng biết ơn và sự đánh giá cao cuộc sống của mình, và bằng cách cho phép những người khác và thần thánh hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn. Và một bước đột phá nằm trong tầm tay của bạn rồi ha. Bạn đang bắt đầu một đột phá. Mọi thứ bạn đã làm trong vài năm qua thì đang chuẩn bị cho những cái gì phía trước. Có những cái trường hợp khi con đường phía trước nó không rõ ràng, và trong những cái khoảnh khắc đó thì đôi khi bạn cần phải phá vỡ cái đường mòn. Trong cuộc sống của bạn dường như con đường đó đã biến mất. Tuy nhiên cách duy nhất để đến đích là hãy vượt qua nó và tiếp tục đi ha, làm mọi thứ theo một cách mới. Một cái gì đó mới và thú vị đang đến trong cuộc sống của bạn. Và đồng thời hãy đi theo con đường mà bạn tạo ra cho chính bản thân của mình. Đã đến lúc ngừng đứng trên bờ vực của cuộc đời và hãy có một cái sự nhảy giọt ở đây. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp thôi. Những hạn chế cũ và tắc nghẽn bên trong đang dần biến mất. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn tiến về phía trước. Đây thực sự là lúc cho phép bản thân trải qua cái nỗi sợ hãi. Điều gì đó mà bạn đã chờ đợi từ lâu nó sắp trở thành hiện thực rồi. Những nỗ lực của bạn sẽ giúp tạo ra lối mòn cho bản thân cũng như cho những người cùng chung chí hướng với bạn nữa. Và đồng thời đây là một cái thời điểm thích hợp để bạn theo đuổi các dự án, mục tiêu và các mối quan hệ của mình. Mọi thứ nó sẽ cân bằng với bạn khi bạn bắt đầu dành thời gian cho những cái lĩnh vực mà bạn cần tập trung trong cuộc sống. Mọi thứ đang di chuyển nhanh chóng trên con đường của bạn và vũ trụ đang nói với bạn rằng bây giờ là thời điểm. Hãy nắm bắt cơ hội và sử dụng cái thời gian này để đưa các mục tiêu và các mối quan hệ của bạn trở thành hiện thực. Có thể đã có một cái sự khó khăn khiến bạn mất hy vọng, nhưng đó là về cái sự kiên nhẫn để bạn có thể chọn đúng cái thời điểm. Và đồng thời thì bạn đang có một cái sự dồi dào nảy nở qua cái lá bài này. Sự gia tăng, sự giàu có,
và những điều có giá trị trong cuộc sống của bạn đó. Một cái khu vườn tuyệt đẹp vào mùa xuân với những cái đồng tiền và những bông hoa mới nở rộ xung quanh. Đồng thời đồng tiền cũng có sự gọi là treo lúc lắc trên cái cành cây cao. Thì lá bài này nó báo hiệu một cái sự gia tăng mới của sự giàu có thể thêm một cách ấn tượng và bất ngờ. Bạn hãy lưu ý rằng bạn gieo cái hạt giống của sự giàu có và thịnh vượng của chính mình, cũng giống như một người làm vườn làm việc trên cái mặt đất và bắt đầu nhìn thấy những kết quả nở rộ ha. Và vũ trụ đang ban phước cho bạn và giúp cho cái thành quả lao động của bạn nở hoa. Vì vậy hãy gửi hoa và hướng đến cái sự phát triển mới và hãy biết ơn và tận hưởng những cái điều này. Mình thấy có thể là trong vòng 20 ngày tới cũng sẽ có những cái chuỗi ngày bạn rất là bận rộn, mệt mỏi, kiệt sức hoặc là cũng có nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết. Tuy nhiên mình thấy có khả năng bạn sẽ lập ra một kế hoạch nào đó bạn âm thầm lặng lẽ bạn làm, chứ bạn không có một cái sự phô trương hoặc là cho mọi người biết cái kế hoạch của bạn. Và khi mà bạn có một sự là kiên trì, nỗ lực, cố gắng và bạn cố gắng học hỏi, nâng cấp bản thân và có một sự gọi là học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh đó, thì mình thấy là những cái cơ hội, một cái điều tốt đẹp gì đó nó sẽ đến với bạn, giống như một món quà được trao gửi đến cho bạn ha. Một số bạn có thể là được hỗ trợ về tiền bạc, tài chính, hoặc là có khả năng bạn nhận được cái sự hỗ trợ về tinh thần hoặc là chia sẻ về cái sự kiến thức trong cuộc sống của bạn. Đồng thời mình thấy một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ bạn làm từ thiện ha, mà giúp đỡ người khác để bạn có thể gia tăng được cái sự thịnh vượng, gia tăng được cái sự gọi là tốt đẹp bên trong cuộc sống của bạn. Và nên khi mà bạn có sự gọi là cho đi thì bạn cũng sẽ có sự được nhận lại, bạn sẽ khai mở, giúp cho cái dòng chảy thịnh vượng nó tiến vào cuộc sống của bạn một cách nó suôn sẻ, nó thuận lợi hơn. Đồng thời mình thấy có khả năng là bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ. Cái người này họ rất là ôn nhu ha, họ rất là hiền hậu, có lòng trắc ẩn bao dung, thì có khả năng cái người này họ sẽ cho bạn lời khuyên hoặc là họ giúp đỡ cho bạn, hoặc là có khả năng đây là một người có thể gọi là truyền cảm hứng hoặc là nâng đỡ tinh thần gì đó cho bạn ở đây. Mình thấy là cái sức khỏe của bạn nó cũng sẽ dần dần được hồi phục và nó có một sự mạnh mẽ. Đồng thời mình thấy bạn thể hiện được cái ý chí kiên cường vững vàng của bạn, đồng thời thể hiện được cái sự kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ của bạn ha. Một số bạn thì có khả năng có sự hợp tác làm ăn kinh doanh gì đó, hoặc ai đó mời gọi bạn làm ăn, thì mình thấy trong giai đoạn này các bạn được khuyến khích là hãy có sự cẩn trọng khi có sự kết nối với người khác ha. Cũng có những cái đối tượng họ không có phù hợp với cái năng lượng của bạn ha. Năng lượng của họ rất là thấp, có thể là họ chỉ muốn đến để lợi dụng điều gì đó từ bạn thôi, cho nên bạn phải suy xét cẩn trọng và tỉ mỉ kỹ lưỡng từng cái kế hoạch của bạn ha, từng cái công việc làm ăn kinh doanh của bạn. Và đồng thời trong giai đoạn này là mình thấy một số bạn thì các bạn được khuyến khích là đừng quan tâm đến những lời nói xung quanh, những lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hãy nâng cao cái ý chí, cái sự kiên cường vững mạnh trong tinh thần của bạn để tạo ra những cái sự bứt phá trong cuộc sống của bạn và thu hút được cái sự phước lành dồi dào nó tiến vào cuộc sống của bạn ha. Mình thấy có khả năng một số bạn, nếu mà bạn đang tìm kiếm một cơ hội công việc, là có khả năng trong 20 ngày tới bạn sẽ tìm thấy được công việc nó phù hợp với bạn. Đó cũng có niềm đam mê của bạn, và có khả năng cái người mang năng lượng nữ trong cuộc sống của bạn họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ở đây ha. Đồng thời các bạn cũng được trả lương, có sự gọi là được tiền lương, tiền thưởng lợi nhuận đầu tư, hoặc là số tiền từ ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trong thời gian 20 ngày tới này, để có thể gọi là giúp bù đắp phần nào cho cái vấn đề thiệt hại về tài chính của bạn đó.
Tuy nhiên, việc bạn bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn này rất là quan trọng đó nha. À, sức khỏe là trên hết. À, có sức khỏe bạn mới có thể tạo ra được những cái sự thay đổi, mới có thể là giúp cho cuộc sống của mình nó phát triển hơn, nó bền vững hơn. Và mình thấy một số bạn ở đây thì có khả năng các bạn đang xoay quanh cái sự thất vọng, buồn bã và chia ly có thể gây ra những cái biến động và đau khổ. Bạn cần tất cả cái sức lực có được vào lúc này để có thể vượt qua được nỗi đau và chữa lành trái tim của bạn ha. À, tình yêu bạn đã trao cho người khác, bây giờ bạn nên tập trung vào bạn ha, yêu thương bản thân của mình. Và cái khả năng trong cái thời gian này cũng là một cái chất xúc tác to lớn để khuyến khích bạn tiến lên đó ha. Những cái trải nghiệm đau đớn trong cuộc sống cũng có những giá trị như là những điều vui vẻ. Bạn có thể không đánh giá cao tình cảm đó tại thử thách này, nhưng cuộc sống của bạn nó sẽ có một cái sự thúc đẩy bạn tiến về phía trước, mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể biết được cái điểm đến cuối cùng. Khi bạn chịu đựng được cái giai đoạn này, bạn hãy học cách không tiếp tục nhìn về quá khứ mà hãy dùng khả năng kiểm soát tinh thần mạnh mẽ để đối phó với cảm xúc của bản thân. Hãy có niềm tin khi biết rằng bạn sẽ vượt qua được cái điều này. Ha. Và ở đây thì một số bạn có khả năng các bạn có một cái sự gọi là thiếu tự tin ha, thiếu sự quyết đoán hoặc là không thể thực hiện hành động với cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống hiện tại. À, đó có thể không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng bạn đã biết về cái điều này. Chỉ cần nhớ rằng bạn có sức mạnh, lòng dũng cảm và quyền lực để thực hiện tất cả những điều cần thiết ha. Khi bạn quyết định hành động và cuối cùng đưa ra những cái lựa chọn cần phải thực hiện, thì chỉ khi đó một giải pháp sẽ được đưa ra và cùng với nó là một cái cảm giác nhẹ nhõm về tinh thần. Luôn có sự hỗ trợ dành cho bạn, vì vậy hãy tìm hiểu và lắng nghe những cái lời khuyên khôn ngoan để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy lắng nghe trực giác của bạn và có niềm tin vào chính mình. Ha. Sự hòa hợp và hòa bình sẽ sớm là của bạn mà thôi. Và cái thời điểm kết thúc đã gần kề, đừng cưỡng lại những cái thay đổi đột ngột đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Những điều này có thể diễn ra trong cuộc sống cá nhân ha, các mối quan hệ hoặc là công việc kinh doanh hoặc là sự nghiệp của bạn. Bạn có sức mạnh. Và đồng thời thì bạn được các thiên thần yêu cầu bạn phải có sự can đảm mà biết rằng cái sự đổi mới sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Và đồng thời các bạn phải có một cái sự gọi là chết đi những cái lối suy nghĩ, những cái niềm tin cũ xảy ra trước khi bạn có thể gọi là tiến lên một con đường mới của mình ha. Và chuyển đổi là tất cả về cái sự lên xuống của chu kỳ sống. Không có gì trong cuộc sống này là bất động hết. Mọi thứ đang trên đường đến một nơi nào đó. Hãy chấp nhận những thay đổi và cơ hội sẽ đến với bạn theo nhiều cách hơn là bạn có thể tưởng tượng. Và bạn không thể sống trong quá khứ, đã đến lúc phải tiếp tục. Để có những cái bước đi tích cực tiếp theo, bạn nên nhìn kỹ lại cuộc sống của chính mình và tự hỏi bản thân. À, mình cần phải làm điều gì có thể thay đổi được cuộc sống của mình ha? Bạn có cái những cái điều gì để có thể phát triển và những cái gì nhược điểm cần phải có một cái sự gọi là buông bỏ. Và bạn cần phải làm gì, hoàn thành những gì để có một cái sự khởi đầu mới. Khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ có một cái nền tảng vững chắc hơn, được củng cố hơn để đưa bạn qua những cái khởi đầu mới đang chờ đón bạn ha. Bạn là một người có đầy cái sinh lực, bạn có cái quyền lực vô hạn ha. Bạn có một cái sức mạnh nội tâm, ý chí, lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn, sự hào phóng và tình yêu thương. Bất cứ lúc nào những cái phẩm chất tốt đẹp này có thể sẽ hỗ trợ bạn đối phó với những điều kiện bất lợi trước mặt bạn hoặc là nhiều điều xung quanh cuộc sống của bạn. Dành thời gian cần thiết để giải quyết những vấn đề. Đồng thời thì quyền lực thể hiện nhiều hơn sức mạnh vật chất bên ngoài, nó cũng có thể được chuyển tải về mặt cảm xúc, tinh thần và tâm hồn. Khi bạn có sự cân bằng về cơ thể, tâm trí và linh hồn và với sức mạnh của tinh thần thì bất cứ điều gì cũng có thể vượt qua để đạt được kết quả tích cực nhất. Năng lực và sức mạnh có thể được phát triển để hoạt động hài hòa trong bất kỳ tình huống nào.
Mọi trở ngại, mọi sai sót đều giúp xây dựng cái kiến thức và hiểu biết của bạn về thế giới xung quanh. Khi bạn mắc sai lầm, đó là cơ hội để bạn dừng lại, lắng nghe và tự hỏi bản thân: tôi học được những gì từ cái sự sai lầm này? Và phải làm cách nào để có thể cải thiện được tình hình? Ha. Sai lầm là cái lời cảnh tỉnh tuyệt vời, ở chỗ chúng mang đến cho bạn cơ hội để khám phá ra những cái điểm yếu của mình, những gì cần thay đổi và những lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn cần được cải thiện. Ha. Tương tự, chúng cũng có thể làm một cái phước lành trong cái ngụy trang ở đây. Chỉ cần bạn nhớ rằng bạn là một người có sức mạnh, bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ nếu bạn có một sự kiên trì bền bỉ, có ý chí, có sự vững vàng. Ha. Đồng thời mình thấy là một số bạn ở đây có tình yêu chớm nở. Mình thấy ở đây thì bạn sắp tràn ngập cái niềm vui, hạnh phúc và những cảm giác tích cực nhất. Ha. Và cũng có khả năng là một cái tình yêu mới đang vẫy gọi. Đây không nhất thiết là cái tình yêu đôi lứa, mà nó còn thể hiện một cái niềm đam mê và cái sự tận tâm cho một ý tưởng, một mục tiêu, hoặc là thậm chí là một cái nỗ lực sáng tạo mới. Ha. Đây sẽ là một cái điều hoàn hảo và đúng một cái thời điểm hoàn hảo dành cho bạn để mở rộng bản thân và trái tim của bạn với những rung động cao hơn và năng lượng yêu thương của vũ trụ. Khi những vấn đề trong quá khứ được giải quyết, khi sự tha thứ cho người khác cũng như bản thân đã đạt được cái độ chín mùi, và khi trái tim của bạn thực sự rộng mở và sẵn sàng đón nhận, thì những con đường mới dẫn bạn đến với tình yêu sẽ được hé lộ. Ha. Thì mình thấy thì cái nguyện ước trong 20 ngày tới của bạn sẽ trở thành sự thật. Đó là một số bạn thì các bạn tìm kiếm cơ hội công việc, sẽ có công việc, sẽ có sự hỗ trợ, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bạn. Ha, một công việc mà bạn cảm thấy yêu quý, bạn cảm thấy gọi là đầy sự đam mê và bạn có sự gọi là phát triển với nó. Một số bạn thì có khả năng là bạn sẽ có những cái sự gọi là phát triển dồi dào về cái mặt tiền bạc tài chính, hoặc là ai đó sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trong giai đoạn này. Mình thấy bạn tạo ra một cái bước phát triển mới, một cái sự đột phá cực kỳ lớn cho cuộc sống của bạn, có thể thay đổi cuộc sống vận mệnh của bạn luôn. Ha. Nhưng mà ăn thua ở bạn, bạn có quyết tâm, bạn có vạch ra kế hoạch, bạn có thực hiện những cái bước trong cái sự gọi là thông điệp từ cái trả bài khuyên bạn hay không nữa. Ăn thua ở bạn thôi, mọi thứ là do bạn thực hiện ha. Và đồng thời bạn phải giữ vững cái năng lượng của bạn, vì cái phước lành, cái sự may mắn nó sẽ thay đổi theo cái năng lượng của bạn nữa ha. Chắc là liên kết với bạn luôn á. Cái lá bài này cho thấy rằng cái sự tăng trưởng và mở rộng theo hướng tích cực đang đến với bạn rồi. Những cơ hội này có thể sẽ đi cùng với nhiều cảm hứng và sự thấu hiểu sâu sắc. Hoặc đây cũng có thể là cơ hội để bạn thực hiện những ý tưởng mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu. Ha. Bạn có thể đang tìm kiếm một cơ hội để tạo ra cái sự thay đổi trong sự nghiệp. Mua bán một căn nhà, hoặc là bắt đầu mỗi chuyện tình lãng mạn cho bản thân. Thì có bất cứ điều gì bạn đang khao khát, những thiên thần đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa đầy cơ hội cho bạn, bạn hãy bước lên nó ngay lập tức ha. Và hãy duy trì cái sự tích cực lạc quan ha. Những thiên thần đang muốn bạn hãy giữ cái thái độ tích cực, đó sẽ là cái bước đệm đầy tốt đẹp để xây dựng những điều bạn khao khát. Thông qua những cử chỉ vui tươi và tự tin, bạn sẽ có thể đẩy nhanh hơn cái việc biết ước mơ trở thành hiện thực. Có thể thấy rằng bạn đã tốn nhiều thời gian để chờ những kế hoạch của mình trở thành hiện thực, nhưng rồi rất nhanh thôi bạn sẽ thấy được những cái thay đổi. Đừng cho bản thân mình đánh mất hy vọng, vì những giấc mơ của bạn rồi cũng sẽ trở thành thực tế đúng như bạn mong đợi mà thôi. Và quay hãy chờ đợi. Hoàn cảnh của bạn có thể sẽ đòi hỏi ở bạn cái sự kiên nhẫn. Các thiên thần không nói không, mà các ngài đang nói là chưa. Đôi lúc thiên đường cần thêm một chút thời gian để có thể ghép mọi thứ thành một cái câu chuyện hoàn chỉnh dành cho bạn. Những gì bạn đang muốn tìm hiểu có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, và khi nó xảy ra, nó sẽ cần cái sự chuẩn bị đảm bảo cho việc mong muốn của tất cả mọi người đều hiện hữu ha.
Bạn hãy kiên nhẫn để từ đó mà những người liên quan đều sẽ có được thứ mà họ xứng đáng được nhận ở đây. Và ở đây cái thiên thần muốn nhắc nhở bạn rằng có một cái phần nào đó trong kế hoạch của bạn cần được đánh giá xem xét lại. Hãy dành thời gian để xem lại tất cả những dự án và đưa ra đề xuất một cách thật kỹ lưỡng, đồng thời chia sẻ những ý định của bạn với những người bạn bè mà bạn cảm thấy đủ tin tưởng, mà từ đó họ sẽ cho bạn được những cái phản hồi về cái mục tiêu của bạn, cho bạn cái sự góp ý. Và đồng thời hãy yêu cầu, hãy gọi là có một sự cầu nguyện với các thiên thần của bạn cho bạn cái sự định hướng. Đây có thể không phải là lúc để tạo ra cái sự thay đổi trong cuộc sống, một khoảng thời gian tốt hơn sẽ đến, hoặc là bạn sẽ nhận ra là bạn nên mong muốn cái sự biến đổi khác trong cuộc sống của mình. Và if you believe, khi mà bạn có niềm tin tưởng thì mọi thứ nó sẽ có khả năng xảy ra. Tất cả những gì bạn cần lúc này là niềm tin ha. Bạn có thể có được những gì bạn khát khao, nhưng bạn phải tin rằng điều đó nó sẽ xảy ra. Hãy luôn lạc quan và tưởng tượng ra kết quả mà bạn luôn hằng hy vọng. Bỏ qua những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là chủ nghĩa bi quan để nhận được cái năng lượng tích cực tựa như ánh nắng mặt trời. Luật hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Nếu bạn biết rằng bạn xứng đáng nhận được những cái điều tuyệt vời, thì bạn sẽ có khả năng thu hút được hạnh phúc. Nếu bạn luôn nghi ngờ và cho rằng bản thân không hề đáng giá, thì những trải nghiệm của bạn sẽ vô cùng dính đến những nguồn năng lượng tiêu cực kia. Vì vậy hãy luôn giữ vững cái niềm tin, không chỉ vào chính mình mà còn là vào những ước mơ được ấp ủ bấy lâu nay. Và các thiên thần muốn nói với bạn rằng cảm xúc của bạn đang được chữa lành. Điều này cho phép bạn mở ra tình yêu lớn hơn. Và các ngài sẽ giúp bạn giải phóng cơn giận dữ và cái sự không tha thứ khỏi trái tim và tâm trí của bạn. Và các ngài đang ở đây bây giờ để có thể giúp cho bạn loại bỏ những cái độc tố, giải phóng những cái sự tức giận cứng đầu và không khoan nhượng. Và các ngài thích làm việc với bạn để giúp cho bản thân của bạn được chữa lành và đồng thời giúp cho người khác xóa bỏ những cái khối cảm xúc và tâm lý của họ. Và cái công việc chữa lành của các thiên thần thì là một công việc rất là tinh tế và các ngài không bao giờ ép buộc bất kỳ ai hết. Chỉ khi nào bạn có một sự yêu cầu, khi nào bạn có sự gọi là cầu xin và có sự tiếp cận với các ngài và trực tiếp gửi cái sự nguyện cầu của bạn đến các ngài thì các ngài sẽ có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho bạn. Sau đó các ngài sẽ có thể gọi là sẵn lòng để giải phóng chất độc khỏi tâm trí và trái tim của bạn. Và giúp cho bạn có khả năng gọi là tránh được những cái nguồn năng lượng thấp hơn ha. Và một lời khẳng định nữa từ các thiên thần là hãy có niềm tin và hy vọng, bởi vì có điều gì đó tích cực và mới mẻ ở phía chân trời mà bạn chưa thể nhìn thấy. Những cái hạt giống mà bạn đã gieo đang bắt đầu nảy mầm thành quả rồi. Tuy nhiên, bạn thậm chí có thể là không nhận thức được những cái kết quả này vì chúng đang ở trong cái giai đoạn sơ khai. Thì bây giờ điều quan trọng hơn bao giờ hết là bạn phải có một cái sự gọi là tập trung, nhìn rõ ràng về cái mong muốn và sự tập trung của mình. Tránh những cái người hoài nghi hoặc là những người có suy nghĩ tiêu cực. Và hành động hàng ngày, ngay cả khi nó chỉ bao gồm những cái bước bé, những cái bước nhỏ bé đi đến kết quả ước mơ của bạn là điều cần thiết. Sẽ có một cái cuộc điện thoại, một lá thư, một cái sự gọi là thông báo gì đó sẽ giúp cho năng lượng của bạn ở mức độ cao. Sẽ giúp cho bạn có sự gọi là hưng phấn và vui vẻ, tinh tấn hơn. Và mỗi ngày bạn hãy tích cực khẳng định rằng bạn đã đạt được hoặc là vượt xa ước mơ của mình. Và quan trọng nhất là hãy yêu cầu sự trợ giúp của thiên thần trên từng bước mà bạn đi. Và một số bạn, các bạn đang cầu xin cái thiên thần vũ trụ giúp cho bạn có một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn, thì các ngài đang trên một cái hành trình, kế hoạch đang làm cái điều đó cho bạn rồi. Và vũ trụ là sẽ đáp cái lời cầu nguyện của bạn ngay lập tức. Và đồng thời có khả năng sẽ giúp cho bạn có sự chữa lành những cái vết thương trong quá khứ liên quan đến sự rạn nứt trong hôn nhân. Trong những giây phút yên tĩnh thì các ngài
yêu cầu bạn sẵn sàng giải tỏa mọi nỗi đau liên quan đến cha mẹ bạn. Ha, yêu cầu bạn hãy thở ra mọi cảm giác tiêu cực và bạn có thể có về hôn nhân xuất phát từ những cái trải nghiệm thời thơ ấu của bạn. Để có ngày có thể gọi là giải phóng quá khứ để giúp cho bạn có sự tránh lặp lại những kinh nghiệm cũ, những cái sự đau đớn. Và cái ngày ở đây để giải phóng trái tim của bạn, để nó có thể yêu một cách trọn vẹn, để có một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thì cái ngày đang hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ha. Trong 20 ngày tới thì mình thấy là cái vấn đề đặc biệt quan trọng nhất là những cái cơ hội về công việc, sự nghiệp đến với bạn ha. Hoặc là những cái nguồn tiền, sự phong phú, dồi dào, thịnh vượng đang mở ra trong cuộc sống của bạn nữa. Và có những cái bước đột phá. Đồng thời mình thấy cái sức khỏe của bạn được nâng cao hơn ha. Nhưng mà mình thấy có khả năng là bạn nên ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự bình yên và có sự chấp nhận xuôi theo dòng. Và hãy tránh xa những người hoài nghi, những người tiêu cực, những người mà không có giúp cho bạn có một cái sự gọi là thoải mái, an yên. Thì bạn tránh xa những người đó. Đồng thời phải có một sự bảo vệ bản thân, bảo vệ tài sản, bảo vệ cái tinh thần và bảo vệ cái thông tin mật của bạn nữa ha. Và hãy uống nước nhiều trong giai đoạn này. Nước rất là quan trọng cho bạn và nó giúp cho cái cổ họng của bạn tránh bị khô khan ha. Một số bạn có khả năng là đang bị ho hay gì đó ở đây nè. Và mọi thứ sẽ đến nếu các bạn có niềm tin nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là uyên thâm, uyên bác, những người có khả năng có một cái tầm nhìn xa rộng, là một người có sự thông thái, học sâu, hiểu rộng, biết nhiều, tinh thần, tinh anh, thông tuệ và những người biết đối nhân xử thế. Và các bạn là những người cũng rất là thích ở một mình, không có thích gọi là ở những nơi quá ồn ào, phức tạp ha. Các bạn thích chiêm nghiệm, thích dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để phát triển kiến thức, mở rộng tài năng và thích đọc sách ha. Hoặc là nghiên cứu về những cái lĩnh vực tâm linh hoặc là liên quan đến những giá trị văn hóa trong cuộc sống này đó. Và mình thấy các bạn là những người làm việc rất là cần mẫn, rất là chăm chỉ, siêng năng và tỉ mỉ ha. Có sự khôn khéo. Và bạn là một người đã biết tận hưởng cuộc sống này. Nói chung là bạn cũng là một người có sự biết ơn, trân trọng cuộc sống này rất là nhiều ha. Bạn cũng là một người rất là đam mê học hỏi, phát triển bản thân, là một người cũng có một cái sự gọi là cầu toàn ha, tỉ mỉ. Và bạn cũng là một người có một cái sự gọi là yêu thương dân tràn, nồng nàn, ấm áp, lãng mạn, yêu thương. Và là một người có thể là đã tạo ra được cho bản thân mình một cái cơ ngơi vững chắc mà có cuộc sống ổn định, vững vàng rồi ha. Rồi, để coi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới ha. Mình thấy thì ở đây một số bạn, các bạn đang có những cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, bất an hoặc là muộn phiền một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn ha. Tinh thần có một cái sự dao động không ổn định. Có những cái nỗi buồn, nỗi lo lắng, những cái sự gọi là tiêu cực về một cái vấn đề gì đó. Có khả năng một số bạn hay khóc đêm nữa nè, có thể là liên quan đến chuyện tình cảm chẳng hạn ha. Nhưng mà thiên thần vũ trụ, cái đấng mẫu thiêng liêng ở đây nhắc nhở các bạn rằng hãy tin vào cái kế hoạch thần thánh của các ngài ha.
Ngay cả khi dường như cuộc sống có những cái phần cằn cỗi thì bên dưới bề mặt cuộc sống vẫn đang biến đổi phù hợp với điều tốt đẹp nhất dành cho bạn. Bạn hãy tin tưởng rằng bạn đang được hướng dẫn ngay cả khi nó không phải lúc nào cũng giống như vậy. Ha, có những người hướng dẫn tâm linh, đồng minh và thiên thần xung quanh bạn. Hãy lắng nghe bằng trái tim của bạn, hành động theo cái trực giác của bạn và hãy tin rằng những thông điệp mà bạn được hướng dẫn đều mang lợi ích cao nhất cho bạn. Và đồng thời hãy tạo ra những cái sự gọi là nền tảng kiên cố hơn cho cuộc sống của mình. Ha, nền tảng niềm tin. Tin tưởng vào những gì mà bạn cảm thấy. Nếu trước đây bạn tin tưởng vào cái trực giác của mình và sau đó điều đó dường như là một sai lầm thì đừng để cái điều đó khiến bạn không còn tin tưởng vào trực giác của mình nữa. Thường thì những điều mà chúng ta nghĩ là sai lầm trong quá khứ, trong nhận thức muộn màng lại là những cái điều tốt nhất có thể cho chúng ta. Ha, khi bạn cởi mở với trực giác của mình, bạn sẽ cảm nhận được những cái thông điệp và cái sự hiện diện yêu thương của những người hướng dẫn tinh thần và tổ tiên của bạn. Ha, có một kế hoạch tiềm năng cho cuộc sống của bạn, hãy có lòng tin ở đây. Một số bạn, các bạn đang bị dao động niềm tin cho nên các bạn có những cái sự lo lắng, bồn chồn, mệt mỏi, muộn phiền đó. Các bạn đang để cái bản ngã, cái to nó dẫn dắt các bạn ha. Và bạn hãy biết rằng bạn đang đứng dưới ánh sáng của sự thật ha. Hãy lắng nghe cái sự thông thái trỗi dậy từ tâm hồn của bạn. Ngay cả khi những người xung quanh họ không đồng ý, hãy tin vào cái trực giác của bạn, hãy là chính mình bất kể tình huống nào và phản hồi từ cái nơi đích thực từ bên trong bạn. Hãy hoàn toàn trung thực với bản thân của mình, nói ra sự thật của bạn và sống theo sự thật của bạn ha. Hãy lắng nghe cái sự hướng dẫn bên trong của bạn và bạn sẽ có khả năng tỏ ra năng lượng của sự thật cho người khác để họ có thể tìm thấy sự thật của chính mình. Và trên hành trình của bạn, những người khác có thể chỉ ra cho bạn nên đi con đường nào và tại sao là như vậy, thì bạn có thể lắng nghe lời khuyên của họ. Tuy nhiên, nếu trái tim của bạn chỉ ra một cái hướng khác, hãy làm theo cái điều đó. Và có một nơi bên trong con người của bạn luôn biết được cái sự thật. Hãy dành thời gian để tĩnh lặng, để khám phá những hiểu biết thực sự bên trong mình. Thông thường thì điều khó nhất khi sống theo sự thật của bạn là khám phá ra nó là gì. Vì vậy cái điều quan trọng là bạn phải sống chậm lại, im lặng và lắng nghe những cái lời thì thầm từ trong chính tâm hồn của bạn. Nếu có một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn mà bạn không xác thực hoặc là nơi bạn không trung thực với giá trị của mình thì đây là lúc để thể hiện một số thay đổi rồi. Và trong giai đoạn này, một số bạn, các bạn được khuyến khích hãy có một sự gọi là nghỉ ngơi, thư giãn ha. Hãy gạt mọi thứ sang một bên và dành thời gian để tái tạo năng lượng. Thường khi mà bạn hoàn toàn thư giãn thì những cái hiểu biết và những nhận thức mới có thể xuất hiện. Hãy hít thở sâu và đầy đủ ha. Có mặt trong cái từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của bạn. Hãy có một cái sự gọi là dành thời gian để ngắm mây trời nè. Và câu trả lời mà bạn tìm kiếm sẽ dễ dàng xuất hiện. Nhưng trước tiên bạn cần phải dừng mọi hoạt động, nghỉ ngơi, đánh giá cuộc sống của bạn ở đây. Và bất cứ điều gì là thư giãn nhất đối với bạn, khi bạn nằm dài trên võng hoặc là ngắm mây, đi bộ trên bờ biển hoặc là đi dạo mát, và những cái thử thách trong cuộc sống của bạn nó sẽ được giảm bớt. Và đơn giản là mọi thứ nó sẽ có một sự gọi là rời khỏi cái giai đoạn tiêu cực ha. Mình thấy một số bạn có khả năng các bạn sẽ có những cái sự ký kết hợp đồng ha, kinh doanh buôn bán, hoặc là có những cái sự ký kết làm nhân viên chính thức chẳng hạn, hoặc là cái sự gọi là hợp tác kinh doanh hoặc liên quan đến những giấy tờ, hồ sơ pháp lý, vụ kiện gì đó. Thì ở đây các bạn được khuyến khích là hãy có một sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bạn đưa tay ký vào bất cứ cái giấy tờ nào ha. Đọc kỹ rõ ràng điều luật, điều lệ để tránh bút sa gạch chết. Và mình thấy một cái khu vườn đầy cái sự thịnh vượng dồi dào đang mở ra trong cuộc sống của bạn rồi. Lá bài này rất là đẹp ha, nó biểu hiện cho sự nở rộ, báo hiệu cho cái sự gia tăng dồi dào của cải và sự thịnh vượng ha, có thể theo những cách bất ngờ. Và giống như bạn sẽ gặt hái được những gì mà các bạn đã gieo trồng trước đó vậy đó ha. Trước hết là bạn cũng phải gieo mầm tư tưởng về cái sự giàu có, dồi dào và sự thịnh vượng, và sau đó làm việc ha, trên những cái mảnh đất màu mỡ trong bầu không khí tinh thần của bạn để tạo ra cái vụ mùa mà bạn mong muốn. Đồng thời thì mình thấy là
Vũ trụ đang ban phước cho bạn và giúp cho thành quả lao động của bạn được nở hoa. Ha, vì vậy hãy tận hưởng những kết quả mà mình làm ra và hướng đến cái sự phát triển mới. Đồng thời hãy có sự biết ơn và tận hưởng. Điều ước nào sẽ của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới ha. Mình thấy thì có khả năng trong vòng 20 ngày tới thì có khả năng là các bạn sẽ đạt được cái giá trị tài chính ha, cũng khá là cao đó. Cái số tiền này từ những gì mà bạn đã cố gắng làm ra ha, từ cái sự nỗ lực của bạn, và có sự gia tăng về vấn đề tiền bạc. Một số bạn thì mình thấy các bạn sẽ có khả năng có một cái nguồn tiết kiệm rất là lớn, hay là bạn có tiền và bạn có một cái sự gọi đầu tư, hoặc là dành cái khoản tiền tiết kiệm đó cho tương lai của bạn, để có một cái tương lai nó vững chắc và ổn định hơn. Đồng thời mình thấy là có khả năng các bạn có sự hợp tác kinh doanh hoặc làm ăn, hoặc là hợp tác với những cái đối tác đến với cuộc sống của bạn ở đây ha. Mình thấy bạn có sự gọi là đồng lòng đồng sức, và có khả năng lên kế hoạch cùng nhau thực hiện để giúp cho đội nhóm của bạn đạt được cái sự thắng lợi. Và trong 20 ngày tới thì mình thấy bạn sẽ đạt được một cái sự thông thái hơn nữa. Bạn càng có một cái sự gọi là dồi dào những ý tưởng, hoặc là những cái sự gọi là hiểu biết sâu sắc rõ ràng hơn nữa trong cuộc sống. Và một số bạn thì có khả năng các bạn có sự hòa giải với một đối tượng nào đó trong cái cuộc sống của bạn ha, có sự hòa giải, có sự thuận hòa. Hoặc là các bạn có khả năng là cho người khác những cái lời khuyên hữu ích chân thành trong giai đoạn này. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có những cái buổi sum họp gia đình, người thân ăn uống vui vẻ ở đây, hoặc là sẽ có một cái sự sum họp một cái đối tượng mà bạn đang có sự mong ngóng trông chờ ha. Giai đoạn này các bạn được khuyến khích hãy có một sự lùi lại và yêu thương bản thân của mình, chăm sóc của bản thân của mình thật là tốt, mọi thứ nó sẽ diễn ra. Nhưng mà đòi hỏi bạn nên gọi là loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực, buồn bã, miên man trong chính con người của bạn. Mình thấy bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nam. Cái người này họ có một cái sự gọi là rất là ngay thẳng, chính trực, công bằng, và có một cái sự gọi là trung thủy, tận tâm. Và cái người này họ rất là lạnh lùng, nguyên tắc. Thì đây có khả năng là cái người sếp mới của bạn ha, hoặc là cái người sẽ hợp tác kinh doanh với bạn, hoặc là có khả năng cái người này họ sẽ hỗ trợ cho cái vụ kiện, cho cái những vấn đề liên quan đến cái giấy tờ hồ sơ của bạn chẳng hạn ha. Và mình thấy ở đây thì các bạn được khuyến khích nếu mà bạn có một cái sự hợp tác kinh doanh với ai đó thì các bạn phải có sự gọi là cẩn trọng, xem xét tỉ mỉ và xem cái người đó có xứng đáng để bạn có thể gọi là đầu tư cái niềm tin hay không. Vì mình thấy cũng có những cái trường hợp giống như là họ nói ra những cái điều nó hơi xa quá sự thật, và nó khiến cho bạn cảm thấy mất đi cái khả năng phán đoán ha. Cho nên mà hãy có sự tin tưởng, kỹ lưỡng, phân tích vấn đề rõ ràng, tỉ mỉ, để cho bản thân không có rơi vào những cái giai đoạn gọi là khó xử. Thì mình thấy tiền bạc sẽ đến, nó có thể sẽ cao hơn những gì mà bạn mong đợi, và đây là cái sự nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Đây không phải là cái tiền may mắn nha. Cái tiền này là cái tiền mà bạn đã cố gắng làm việc chăm chỉ, cần mẫn và có sự tập trung á. Thì bạn gặt hái được cái điều này. Và mình thấy bạn có sự được sự ngưỡng mộ, yêu thương từ những người cùng chung chí hướng với bạn ha. Và bạn phải có một cái sự tự tin ở bản thân và nâng cấp bản thân nhiều hơn để ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa ha. Bạn còn có rất là nhiều tiềm năng để phát triển nữa. Đừng giới hạn bản thân của mình. Có khả năng các bạn sẽ tham gia những cái sự họp bàn ha, họp bàn đội nhóm hoặc là cấp trên ở đây, hoặc một số bạn có thể được thăng chức luôn, lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo, hoặc là đào tạo nguồn nhân viên mới, nhân lực gì đó. Thì bạn cứ thỏa cái ước mơ và có sự tung bay tỏa sáng những cái khả năng tài năng của bạn đi. Đừng có gọi là trói buộc bản thân của mình. Bạn sẽ thành công, bạn sẽ thuận lợi, bạn sẽ phát triển mà thôi ha. Và hãy đương đầu với những thách thức mà bạn gặp phải trong cuộc sống này. Bạn sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết mà thôi.
Mình thấy thì một số bạn trong vòng 20 ngày tới các bạn cũng sẽ có sự gặp gỡ, tiếp xúc hoặc là tương tác hoặc là hội họp với gia đình, người thân, với những người ở xa về thăm các bạn chẳng hạn ha. Những người thân ở xa họ về thăm các bạn và hoặc là những cái người cũ nào đó mà bạn đang có một sự gọi là trông ngóng thì có khả năng họ sẽ từng bước trở về với bạn ở đây. Và mình thấy các bạn có sự lan tỏa những cái điều tốt đẹp ha, bạn có khả năng cho người khác những cái lời khuyên ha, có nhiều người đến để xin lời khuyên từ bạn chẳng hạn, hoặc là các bạn nhận được cái sự hỗ trợ lời khuyên từ những người khác, có khả năng bạn sẽ thu hút được đồng minh, những người cùng chung chí hướng, họ đến họ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trên cái hành trình phía trước, và cũng có khả năng bạn có sự lan tỏa cộng đồng ở đây. Đồng thời trong vòng 20 ngày tới mình thấy các bạn rất là hướng thiện luôn, các bạn tập trung vào giá trị tinh thần, tâm linh nhiều hơn ha, để giúp cho cái tinh thần thiêng liêng của mình nó trở nên ấm áp, nó trở nên nhẹ nhàng và giải phóng bản thân của bạn ra khỏi những cái điều tiêu cực muộn phiền. Nếu như bạn có những cuộc phỏng vấn là bạn sẽ thành công đó ha, nếu bạn cố gắng nỗ lực. Và trong giai đoạn này thì bạn cần phải nâng cao có sự học hỏi và bạn sẽ có những cái sự thay đổi đáng kể ha, và cách bạn xử lý bản thân vào cái thời điểm này rất là quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Giai đoạn này thì một số bạn có khả năng các bạn hay bị có sự xúc động mạnh mẽ, thiếu sự nhạy bén trong cái hành động hoặc là phản ứng với các điều kiện hoặc tình huống xung quanh của bạn. Và bạn được khuyến khích là đừng có tổn hao năng lượng cho những cái cuộc chiến không đáng trong giai đoạn này. Và điều quan trọng là bạn phải biết đánh giá chi phí và nỗi đau cho cả hai bên ha. Đôi khi tốt nhất là bạn nên buông xuôi và bước đi nếu không có câu trả lời hoặc là chiến thắng có thể đạt được. Đừng đổ lỗi ha. Trở nên tích cực hơn và đừng có lên kế hoạch trả thù người khác, vì điều này dẫn đến cái năng lượng tiêu cực trở thành một phần của bạn đó. Bạn đang được kiểm tra xem bạn thực hiện bước tiếp theo của mình một cách tế nhị và nhẹ nhàng như thế nào. Hãy nhớ rằng mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển. Và có khả năng một số bạn các bạn đang ở trong một cái thời điểm gặp phải cái tình trạng trì trệ, bất mãn và buồn chán, cảm giác bồn chồn và thiếu kiên nhẫn bủa vây lấy bạn ha. Một mối quan hệ, dự án hoặc là tình huống nó không tiến triển đủ nhanh và có thể khiến bạn kiệt quệ về mặt cảm xúc và năng lượng. Và bạn đang khao khát cái sự thay đổi, và mặc dù một cánh cửa có thể đang đóng lại nhưng đừng tập trung toàn bộ sức lực vào nó, vì cơ hội sẽ sớm gõ cửa thôi, một cửa sổ hoặc là một cánh cửa khác có thể nhanh chóng mở ra. Và nếu sự chú ý và nhận thức của bạn không được tập trung, bạn có thể dễ dàng bỏ lỡ nó. Theo dõi các sự kiện đồng bộ mang cái sự gọi là chỉ dẫn, hướng dẫn cho bạn, như là những cuộc hội thảo nè, hoặc là những cái cuộc diễn giả, hoặc là những cái cuốn sách nào đó giúp cho bạn mở mang cái kiến thức của bạn ha, cái tầm hiểu biết của bạn. Bất cứ điều nào trong cuộc sống này có thể chứa một cái thông điệp cho bạn đó. Có niềm tin vào thời gian thần thánh và hãy biết rằng mọi thứ thay đổi đều có lý do của nó. Và ở đây các bạn được nhắc nhở rằng đây là cái thời điểm hoàn hảo để bạn đánh giá lại và tìm kiếm trong trái tim và tâm hồn của bạn những thông tin chi tiết mới ha. Và đồng thời thì bạn đã làm việc chăm chỉ để thiết lập mọi thứ chuyển động trong một số lĩnh vực nhất định của cuộc sống và hiện đang chờ đợi kết quả thành hiện thực. Thì tất cả những cái sự lựa chọn và quyết định trong quá khứ bạn có thể sợ phải đưa ra quyết định hoặc là lựa chọn, nhưng bây giờ bạn không còn bị giam giữ bởi cái nỗi sợ hãi này hoặc là ràng buộc của người cũ nữa ha. Với tất cả các mối quan hệ đối tác trong cuộc sống của bạn, bạn hãy luôn nhớ rằng có những cái sự trao đổi năng lượng một cách đồng đều. Nếu bạn cho quá nhiều trong khi đối tác của bạn cho quá ít, điều đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, có thể gây ra cái sự bất hòa trong cái sự kết hợp. Phải có sự cân bằng tổng thể trong liên minh để nó hoạt động và phải kết hợp với nhau một để có một kết quả tối ưu. Ở đây thì bạn được nhắc nhở rằng thành công đến dưới nhiều hình thức, ngay cả từ những cái nguồn không chắc chắn nhất. Có một cái tâm trí cởi mở ha, và phải có một cái sự lắng nghe người khác ở đây. Và thiên thần muốn nói với bạn rằng thì bạn đã sở hữu tất cả các công cụ để hướng dẫn và định hướng bạn trong cuộc sống của mình rồi. Cho dù đó là trí tuệ, trực giác, kỹ năng tâm linh, sự sáng tạo, động lực bản thân, tình yêu, ý chí, khả năng thể chất hay là chỉ là cái lòng dũng cảm thuần túy, chúng đều là một cái phần của bạn ha. Khi bạn học được cách khai thác và sử dụng chúng, bạn sẽ ngạc nhiên bởi sức mạnh và hiệu ứng và cái kết quả mà bạn đạt được.
ha, bạn có khả năng cho phép vũ trụ hợp tác với bạn, cùng nhau bạn có thể thể hiện được sự thay đổi. Bất kể những cái mong muốn là gì thì đều mang lại cái kết quả tích cực. Bạn có khả năng tạo ra thực tế của riêng mình để biến các ý tưởng thành chuyển động và xem chúng phát triển như thế nào. Và thường thì bạn sẽ sẵn sàng chuyển hướng và bắt đầu một dự án mới hoặc là thay đổi nghề nghiệp ở đây. Thì bây giờ là lúc để bạn sử dụng những cái suy nghĩ tích cực, hình dung và khẳng định khi bạn tránh xa những cái điều tiêu cực. Kiến thức là sức mạnh và có thể dẫn bạn đến thành công. Ha, bằng cách có niềm tin giữ cho ý chí của mình mạnh mẽ và có định hướng, và bằng khai thác các công cụ bạn sở hữu cũng như cầu xin cái sự giúp đỡ từ vũ trụ, thì bạn có thể hoàn thành bất cứ điều gì và mọi thứ mà bạn làm. À, bạn có khả năng tạo ra được những cái điều tích cực, có thể là biến ước mơ trở thành sự thật. À, mọi thứ nằm trong tầm tay của bạn và nằm trong cái suy nghĩ, cái tư duy, cái hành động của bạn. Và bạn đang trong mang trong mình một cái phẩm chất của sự lãnh đạo, logic, sức mạnh và trí tuệ, quyền lực. Và một số bạn, các bạn có khả năng là làm trong cái lĩnh vực giảng dạy, hoặc bạn được khuyến khích làm cái điều đó để có thể có một cái sự gọi là chia sẻ kiến thức, chia sẻ lan tỏa những cái niềm tin, những cái tinh thần tốt đẹp cho những người xung quanh. Và bạn đang được khuyến khích để bạn phát triển và củng cố lại những phẩm chất này và khai thác các khía cạnh nam tính của bản thân mình. Và các đặc điểm khác cũng bao gồm kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề tốt, ha, có căn cứ và học cách phát triển khả năng kiểm soát tinh thần mạnh mẽ đối với những cảm xúc tự do, không thể kiềm chế. Thông thường thì ở đây có khả năng một số bạn thì các bạn có thể là sẽ có một cái sự gắn kết hoặc là hợp tác hoặc là làm việc cho một cái công qua cơ quan, công ty, tổ chức lớn, ha, đối với những bạn đang tìm kiếm công việc á. Hoặc là đôi khi có một cái người họ có tầm ảnh hưởng lớn trong kinh doanh, hoặc là một cái người bạn, hoặc là một cái người đồng minh nào đó, họ sẽ có thể giúp cho bạn để có thể giúp cho cái công việc của bạn tạo ra một kết quả tích cực nhất, ha. Và bây giờ là lúc bạn phải hành động như một nhà lãnh đạo và phát huy ý chí của mình bằng cách kết hợp hình thức và cấu trúc vào các ý tưởng, kế hoạch và nền tảng. Đã đến lúc ngừng nói và hành động để đạt được những gì mà bạn phải làm. Sử dụng các phẩm chất và đặc tính của bản thân mình để đưa ra cái lựa chọn, ha. Và hãy tiếp cận vấn đề một cách khôn ngoan, hợp lý, logic và duyên dáng, ha. Đồng thời thì hãy sử dụng quyền lực của bạn một cách cân bằng ở đây. Bạn chính là hoàng đế cuộc sống của mình, ha. Bạn có khả năng tạo ra được cái cơ ngơi, tạo ra một cái đế chế vững vàng. À, nếu bạn có một cái niềm tin và bạn có một cái sự gọi là tôn trọng, trân trọng những cái giá trị, cái quyền năng, cái sức mạnh của bản thân bạn, thì bạn có khả năng làm ra được mọi thứ ở đây. Và bạn có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật. Nếu như bạn mong muốn điều gì đó thì bạn có khả năng trong vòng 20 ngày tới là cái điều đó nó sẽ trở thành sự thật, nếu bạn tập trung, cố gắng hành động và luôn giữ cho mình một cái tinh thần ổn định nhất, ha. Luôn hình dung ra những cái điều tốt đẹp nhất. Một số bạn thì có khả năng là các bạn chọn luôn tụ 1, tụ 2. Nhưng mà cái tụ 2 này mình thấy có khả năng kiếm tiền, cái nguồn tiền sẽ đến nhiều hơn ha. Bạn có tới hai lá yes nè. Yes and yes nè, tất cả đều sẽ xảy ra mà thôi. Và ở đây thì mình thấy mọi thứ nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên tại cái thời điểm này thì nó chưa phải là cái thời điểm thích hợp cho những điều mà bạn đang yêu cầu, ha. Câu trả lời không phải là không mà là chưa thôi, hãy kiên nhẫn. Và những thiên thần sẽ cho bạn cái dấu hiệu và cái thời điểm hoàn hảo ấy, ha. Mình thấy những số bạn, các bạn có những ước mơ lớn lao hơn nữa thì cần phải có thời gian, ha, và có sự kiên trì bền bỉ. Và đáp án này cho thấy rằng cái sự tăng trưởng và mở rộng theo hướng tích cực đang đến với bạn. Những cơ hội này có thể sẽ đi cùng với nhiều cảm hứng và sự thấu hiểu sâu sắc. Hoặc đây cũng có thể là cơ hội để bạn thực hiện những ý tưởng mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay, ha. Bạn có thể đang tìm kiếm một cơ hội để tạo ra cái sự thay đổi trong sự nghiệp của mình, ha, hoặc là bắt đầu một chuyện tình lãng mạn cho bản thân. Thì bất cứ điều gì bạn đang khao khát, hãy
Cố gắng cầu nguyện cùng với các thiên thần, các ngài đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa đầy cơ hội cho bạn, hãy bước đến bên nó ngay lập tức. Và lá bài này mình thấy thì các thiên thần muốn cổ vũ bạn ha, quyết định mà bạn đã làm là một quyết định đúng, bạn không cần phải chọn lọc thêm những quyết định khác. Bạn biết mình phải làm gì và bạn nên tiếp tục tiến lên với những kế hoạch đó. Bạn đã đưa được cái sự lựa chọn chính xác cho sự phát triển của bản thân. Tuy nhiên, một số quyết định có thể mang đến cho bạn những thách thức thật sự. Nếu như những công việc phía trước khiến bạn thấy nản lòng, thậm chí là đau buồn, hãy tiếp tục kế hoạch theo hướng khiến cuộc sống của bạn đáng hưởng thụ hơn và yêu bản thân nhiều hơn. Hãy cầu nguyện các thiên thần ở bên cạnh bạn trên cái hành trình này và đừng chần chừ trong việc tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân ha. Và một số bạn, các bạn đang đặt ra một câu hỏi gì đó thì các thiên thần muốn nói với bạn là yes, là có đó nha. Và hãy lắng nghe trực giác của bạn ha. Trong thời điểm này thì trực giác của bạn rất là đáng tin cậy và chính xác. Hãy lắng nghe những lời định hướng bên trong của bản thân và bạn sẽ không thể mắc sai lầm. Bạn có thể chắc chắn rằng những lời nhắn mà bạn nhận được từ những thiên thần là thật sự và là xứng đáng với niềm tin của bạn. Hãy có niềm tin vào cảm giác của chính bạn trong cái hoàn cảnh này. Góc nhìn của bạn về cái người khác cũng như cảm xúc và động lực của họ đều chính xác một cách hoàn hảo. Không cần phải đặt câu hỏi về việc những gì bạn cảm thấy là đúng hay không nha. Trực giác của bạn khá là nhạy đó. Nên hãy lắng nghe trực giác của bạn để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của bạn. Và thiên thần Raphael muốn nói với bạn rằng ngài đang giúp bạn chữa lành những thách thức về thể chất ở trong chính bạn và những người khác ha, và bạn cũng là một người có khả năng chữa lành giống như ngài vậy đó. Và các thiên thần ở bên bạn để giúp bạn có sự chữa lành, và các ngài bao quanh những căn bệnh về thể chất bằng năng lượng chữa lành của ánh sáng xanh lục bảo, và điều này năng lượng được hấp thụ ở nơi cần thiết ha. Và các ngài nói chuyện với những người cần được chữa lành qua cái suy nghĩ và cảm nhận của họ ha. Và các ngài giúp bạn phân biệt, giúp cho bạn thấy được cái mục đích sống của bạn là trở thành một người chữa lành đó. Và các ngài sẽ giúp cho bạn nghiên cứu về lĩnh vực chữa lành như thế nào, và sau đó hỗ trợ về tất cả khía cạnh trong sự nghiệp của bạn ha. Hãy cầu nguyện cùng với các ngài bất cứ khi nào bạn cần cái sự giúp đỡ, và các ngài sẽ có mặt ngay lập tức để hỗ trợ cho bạn ở đây. Một số bạn làm trong lĩnh vực chữa lành về tinh thần hoặc là về thể chất ha, thì có khả năng là các bạn đang được nâng cấp hơn nữa về cái khả năng chữa lành của mình đó ha, thông qua thiên thần Raphael hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Đồng thời các bạn được chữa lành toàn diện luôn ha, được chữa lành về thể chất và được chữa lành về tâm hồn tinh thần nữa. Cảm xúc của bạn đang được chữa lành, điều này cho phép bạn mở ra tình yêu lớn hơn ha. Và các ngài thiên thần Uriel sẽ giúp cho bạn giải phóng cái cơn giận dữ và sự không tha thứ khỏi trái tim và tâm trí của bạn. Và đây là một thiên thần nhà tâm lý học, bởi vì ngài giúp chữa lành các độc tố từ suy nghĩ và cảm xúc của con người ha. Và ngài có thể gọi là giải phóng cái sự tức giận, cứng đầu và không khoan nhượng. Và thiên thần ở đây để loại bỏ những độc tố đó cho bạn. Ngài cũng muốn làm việc với bạn để giúp cho những người khác xóa bỏ những khối cảm xúc và tâm lý của họ. Cái công việc chữa lành thì rất là tinh tế, và các ngài không bao giờ ép buộc bất kỳ ai hết. Chỉ khi nào chúng ta có sự tiếp cận, cầu xin các ngài hướng dẫn thì các ngài mới có thể can thiệp và hỗ trợ được. Và đồng thời các ngài sẽ yêu cầu bạn sẵn lòng để có thể gọi là giải phóng những chất độc khỏi tâm trí và trái tim của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng ha, thì việc giải phóng sẽ xảy ra. Bằng cách này bạn có khả năng giữ được cái phẩm giá và khả năng kiểm soát của mình, trong khi chọn lọc để tránh những cái nguồn năng lượng thấp hơn. Và bạn, một số bạn ở đây, các bạn là một người thầy tâm linh ha. Bạn có khả năng tư vấn cho người khác và giúp đỡ đánh thức những cái món quà tinh thần và sứ mệnh cuộc sống thiêng liêng của người khác ha. Và bạn đã giúp đỡ nhiều người bằng cách cho họ cái sự hướng dẫn, lời khuyên và thông điệp. Bạn có năng khiếu bẩm sinh là đưa ra những cái từ ngữ phù hợp cùng với một cái liều thuốc thoải mái và đầy cảm hứng lành mạnh. Bây giờ thì các ngài mong bạn trở thành một người có sẵn
để giúp đỡ cho nhiều người hơn ha. Cái thiên thần mong đợi bạn hãy hỗ trợ cho nhiều người hơn nữa ha. Trái tim của bạn sẽ cho bạn biết liệu công việc giảng dạy của bạn sẽ bao gồm viết, nói hoặc là tư vấn như thế nào. Hoặc là bạn có thể được hướng dẫn để giúp đỡ một cách tự nhiên những người bạn gặp ở cửa hàng nè, ở trường học hay nơi làm việc ha. Có khả năng các bạn không có làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần đâu, mà các bạn cũng là những người có khả năng chữa lành bẩm sinh bằng cái lời ăn, tiếng nói, tinh thần, cái sự chia sẻ kiến thức của bạn cho người khác, và giúp cho người ta có sự xoa dịu và thoải mái hơn rất là nhiều khi ở bên cạnh bạn ha. Và bạn hãy biết rằng bạn hoàn toàn đủ điều kiện, và thiên thần ủng hộ bạn bằng năng lượng sẵn có và những lời yêu thương. Đây là mục đích sống thiêng liêng của bạn. Hãy nhờ các ngài giúp bạn trong công việc giảng dạy và giúp cho bạn có thể làm những gì mà bạn có thể ha, phát triển cái khả năng tiềm tàng của bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới. Và đây những trao bài chung, ma năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Thấy các bạn tụ 3 là những người sống rất là dạt dào, yêu thương, đầy tình cảm, lãng mạn, thấm thiết, rất là thích lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ giúp đỡ người khác. Tuy nhiên mình thấy các bạn là những người rất là cứng rắn ha, rất là mạnh mẽ, kiên cường, đã từng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và các bạn là những người có một sự gọi là lạnh lùng, lý trí, sắc sảo, tinh tế, biết phân tích vấn đề một cách logic, cặn kẽ. Mình thấy thì các bạn là những người có khả năng đang thu hút một cái tình yêu lãng mạn đến với cuộc sống của bạn, hoặc là những cái giai đoạn sẽ có những cơ hội đến với cuộc sống của bạn giúp cho bạn cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ, hài lòng hơn ha. Rồi để xem coi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới ha. Mình thấy một số bạn, các bạn đang có những cái sự gọi là đối mặt với những cơn bão đã hoặc đang ha, những cơn bão cuộc sống, cuộc đời, mệt mỏi, chán chường, và đôi khi khiến bạn cảm thấy thất vọng và buồn bã, cảm thấy như cuộc sống của mình toàn là những cái sự gọi là xui rủi hoặc là tiêu cực thôi. Tuy nhiên thì mình thấy bạn nên nuôi vui lên đi ha, hãy tích cực lên về những cái phước lành, những sự may mắn nó đang ùa vào cuộc sống của bạn rồi ha. Một số bạn sắp tới có khả năng là bạn sẽ có những chuyến đi nè, đi nước ngoài, đi du học định cư hoặc là đi xuất khẩu lao động gì đó ở đây. Đồng thời một số bạn thì có khả năng trong vòng 20 ngày tới các bạn sẽ cần phải luyện tập thêm cái vốn ngoại ngữ của bạn, vì những cơ hội sẽ đến ha. Trong công việc, nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc thì có khả năng công việc này liên quan đến công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia, và bạn cần phải có một cái sự gọi là luyện tập ngoại ngữ để có thể nâng cấp bản thân và tiếp cận cơ hội vàng đến với cuộc sống của bạn, và có thể nâng lên được cái giá trị lương thưởng của bạn nữa ha. Và mình thấy thì có khả năng công việc của bạn sẽ có một cái sự lan tỏa mang tính quốc tế hơn, hoặc là các bạn đang dự tính sẽ phát triển công việc của mình nó mang tầm được nhiều người biết tới, hoặc là có sự hợp tác với những công ty kinh doanh nước ngoài gì đó ở đây ha. Và một số bạn, các bạn đang có những cái sự suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào để có thể gọi là phát triển mạnh mẽ, cái đường hướng rõ ràng hơn trong tương lai. Mình thấy một số bạn ở đây, các bạn sắp hoàn thành một cái dự án, một cái dự định, một kế hoạch gì đó rồi ha, chỉ còn khoảng bạn đã đi được 2/3 đoạn đường rồi ha, chỉ còn 1/3 thôi, cho nên mà hãy cố gắng kiên trì và vững vàng mạnh mẽ. Mình thấy bạn sẽ có những cái sự gọi là đi ra biển lớn ha, một cái hành trình tuyệt vời ha. Và đồng thời các bạn được khuyến khích là hãy mạo hiểm ha, hãy tiến về phía trước
Vào cuối cuộc đời của bạn, bạn có nhiều khả năng sẽ hối tiếc về những điều mà bạn đã không làm hơn là những điều mà bạn đã làm. Ha, hãy chấp nhận rủi ro. À, không phải mọi rủi ro đều mang lại thành công, nhưng nếu bạn không thử thì bạn sẽ không bao giờ biết được những cái trải nghiệm đáng chú ý nào dành cho bạn. Bằng cách bước ra khỏi cái vùng giới hạn của mình, bạn sẽ khám phá ra những cái tài năng và khả năng mới. Ha. Về lâu dài, không gì an toàn hơn là mạo hiểm với cái niềm vui sướng. Và cuộc sống là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc là không có gì ha. Hãy dương bừng lên, nắm bắt những cái luồng gió phiêu lưu và hãy gọi là đi vào cái vùng biển rộng mở. Khám phá các sự gọi là mới mẻ trong cuộc sống này. Khi bạn đi trên biển khơi thì bạn không biết mọi thứ nó sẽ mang lại cho bạn cái điều gì, nhưng mà cái năng lượng sống sẽ được kích hoạt trong bạn. Không có gì đảm bảo khi bạn chấp nhận rủi ro. Hãy sẵn sàng đi ra ngoài để có sự tiếp cận và có sự gọi là nỗ lực và trải nghiệm ha, giúp cho bạn có thể là có một cái sự kinh nghiệm dày dặn mạnh mẽ hơn, và bạn có thể gọi là giúp bản thân vượt qua được những cái thách thức và giúp cho mình có một sự gọi là làm đầy cái kinh nghiệm của bạn trong cuộc sống. Và lá bài này cho thấy rằng bạn có thể vượt qua được bất cứ điều gì ha. Có thể có một cái sự tắc nghẽn trong cuộc sống của bạn, tuy nhiên bạn hoàn toàn có tất cả các nguồn lực bên trong, không chỉ để vượt qua khó khăn khác nhau mà còn để phát triển mạnh mẽ nhờ vào những cái khó khăn đó. Bất kể trở ngại là gì thì bạn đang tích lũy sức mạnh nội tại của mình để vượt qua nó. Nếu có một ước mơ mà bạn mong muốn đã không có hiện diện trong cuộc sống của bạn, thì bạn biết rằng tất cả kỹ năng bên trong để vượt qua mọi trở ngại ngăn cản bạn đạt được cái mục tiêu này. Bạn có quyền năng để có thể đạt được cái ước mơ của bạn nếu mà bạn có một sự sẵn lòng và bạn có sự phát huy ha, và biết phát triển. Sử dụng bất kỳ trở ngại nào làm cái bàn đạp để đạt được những cái thành tựu to lớn và thành công trong cuộc sống của bạn. Và đồng thời thì đây là cái thời điểm mạnh mẽ để phát triển sức mạnh bên trong và cái sự rèn luyện của bạn. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng nhiều món quà bên trong đã phát triển trong cái thời gian này. Và cái sự dồi dào đang tràn vào cuộc sống của bạn ha. Mọi thứ đang đơm hoa và kết trái ngay bây giờ. Hãy mở mình ra để đón nhận sự thịnh vượng mà bạn tìm kiếm đang được kích hoạt. Một cái luồng sinh khí dồi dào trong mọi lĩnh vực cuộc sống đã sẵn sàng chảy vào cuộc sống của bạn. Tạo hóa mong muốn rằng bạn thịnh vượng. Hãy hành động theo hướng ước mơ của bạn. Đây không phải là lúc để bạn thụ động chờ đợi cái sự thịnh vượng đến với bạn ha. Và bạn đang di chuyển hướng tới thời điểm thu hoạch để nhận được một cái lượng lớn về tiền bạc, năng lượng, thời gian hoặc là tình yêu. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải biết rằng bạn xứng đáng với cái điều đó và bạn có khả năng nhận được nó. Đây là thời điểm để cho đi một cách sâu sắc và trọn vẹn con người bạn và những gì bạn có. Vì bạn cho đi càng nhiều thì bạn càng nhận được nhiều hơn. Đó là cái luật đơn nhất. Khi bạn tập trung vào lòng biết ơn đối với những gì bạn đã có thì sự dồi dào của bạn sẽ có một cái sự phát triển nhảy vọt. Ha. Điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thật trong vòng 20 ngày tới? Mình thấy một số bạn điều ước đó là có khả năng là một số bạn các bạn sẽ có một cái tình yêu mới ha. Nếu như bạn đã kết thúc hoàn toàn một cái tình yêu cũ và bạn cảm thấy nó không còn gọi là có giá trị hoặc đem đến cho bạn cái niềm vui, niềm hạnh phúc nữa, không trân trọng cái sự cống hiến, sự đóng góp của bạn trong tình yêu này, thì có khả năng mình sẽ gặp được một cái người mới hoàn toàn mới ha. Cái người này họ sẽ chân tình, ngọt ngào, thấu đáo và rất là hòa hợp với bạn trong một cái lĩnh vực khía cạnh trong cuộc sống. Và hai người sẽ có những cái sự cân bằng và hai người sẽ yêu thương nhau một cách rất là nồng nàn, mãnh liệt. Ha, yêu thương và có sự gắn kết giữa hai tâm hồn rất là mạnh mẽ ở đây.
Còn đối với những bạn mà các bạn đã có một sự ngừng nghỉ với người yêu và các bạn vẫn còn muốn hy vọng một cái sự gắn kết, một cái sự gọi là hòa bình được lặp lại, thì mình thấy có khả năng là có thể là các bạn sẽ có một cái sự gọi là thỏa hiệp với nhau ha, nói chuyện với nhau và giải quyết những cái xung đột, và các bạn sẽ có sự cân bằng hơn trong cái tinh thần của hai người. Và lúc này thì mình thấy là các bạn nữ ở đây sẽ được các bạn nam quan tâm, chiều chuộng, ga lăng và cho bạn một cái tình yêu mà bạn mong muốn ha. Bạn mang năng lượng nữ ở đây thì khá là cứng rắn, khá là có sự gọi là nhiệt huyết, và có một người có sự thẳng thắn, cương trực, thẳng khái và đôi khi cũng khá là nóng tính. Còn cái người mang năng lượng nam ở đây thì mình thấy họ là một người có một cái tinh thần vững mạnh, một người rất là giỏi, có khả năng là người lãnh đạo, và đây là một người có sự thấu suốt mọi điều, có khả năng thấu hiểu người khác. Thì mình thấy các bạn sẽ có một cái giai đoạn tình yêu được rộng mở ở đây ha, có sự gọi là bung nở những cái cảm giác mãnh liệt và có sự gọi là gắn bó khăng khít với nhau rất là nhiều, có sự hòa hợp giữa hai tâm hồn ha, có sự đồng điệu. Thì mình thấy được như vậy ha. Tùy theo cái ước muốn của bạn thôi, bạn ước muốn như thế nào, người mới hay người cũ đều có đối tượng đến ha. Một số bạn có khả năng gặp cái người mới này thông qua môi trường bạn bè, hoặc là môi trường được người khác làm mai, hoặc là một cái môi trường cộng đồng nào đó ở đây ha. Và mình thấy ở đây một số bạn, nếu bạn có sự kết thúc một công việc cũ á, một công việc cũ thì mình thấy khả năng là bạn sẽ nhận được một cái công việc mới và bạn sẽ tham gia nhiều cái khóa học ha, để phát triển bản thân, nâng cấp bản thân và nâng cấp kiến thức của bạn, và có sự gọi là ký kết hợp đồng làm nhân viên chính thức. Mình thấy cơ hội này nó rất là rộng mở và em đến cho bạn có sự vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện, và đây chính là cái cơ hội công việc bạn cảm thấy có sự đam mê gắn bó lâu dài được ha. Một số bạn thì có sự hợp tác kinh doanh với ai đó, có khả năng là những đối tượng mình đã nêu ra ở đây, hoặc là các bạn sẽ thu hút được những đối tượng đồng minh đến hỗ trợ với bạn, giúp đỡ bạn trên cái hành trình phía trước. Và mình thấy trong cái giai đoạn này là các bạn sẽ tinh anh hơn, bạn thông tuệ hơn, bạn phát triển mạnh mẽ hơn và bạn trở nên gọi là thông thái hơn. Bạn có khả năng lan tỏa, chia sẻ lời khuyên cho những người xung quanh ha, bằng những cái trải nghiệm mà bạn đã vượt qua được. Đồng thời một số bạn có khả năng được lên chức lên một vị trí cao hơn chẳng hạn, hoặc là cái khả năng chữa lành, cái khả năng gọi là giúp đỡ người khác của bạn á, sự cố vấn của bạn, hoặc là chữa lành về thể chất hoặc là tinh thần nó được gọi là mạnh mẽ hơn, bạn giỏi hơn về cái lĩnh vực chữa lành ha, có sự mát tay hơn rất là nhiều ở đây. Và có khả năng một số bạn sẽ tham gia những lớp học để phát triển bản thân, hoặc là có khả năng một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là họp bàn với hội nhóm hoặc là cấp trên khá là nhiều trong giai đoạn này. Mình thấy bạn sẽ có một cái sự thỏa mãn, hài lòng, và cái điều quan trọng nhất mình thấy có khả năng là cái mong ước mà đặc biệt nhất đó là về vấn đề tình yêu ha. Còn công việc, sự nghiệp, tài chính thì mình thấy có vẻ nó sẽ không có mạnh mẽ bằng cái vấn đề tình cảm á. Và giai đoạn này là bạn nên gọi là lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều á. Wow, love begin rồi thấy không? Bạn sắp tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và những cảm giác tích cực rồi ha. Có khả năng là một cơ hội tình yêu mới đang vẫy gọi. Đây không nhất thiết là tình yêu về đôi lứa, mà còn có thể là thể hiện niềm đam mê và sự tận tâm cho một ý tưởng, một mục tiêu, hoặc là thậm chí một cái sự nỗ lực sáng tạo mới. Đây sẽ là một cái sự hoàn hảo về thời gian để bạn mở rộng trái tim và bản thân của mình với những cái rung động cao hơn và năng lượng yêu thương của vũ trụ ha. Khi những cái vấn đề trong quá khứ được giải quyết, khi có sự tha thứ cho người khác cũng như bản thân của bạn đã đạt được, và khi trái tim của bạn thực sự rộng mở và sẵn sàng đón nhận, thì đó là những con đường mới dẫn bạn đến tình yêu ha, sẽ được tiết lộ ở đây. Và những cái khởi đầu mới và những thử thách thú vị có thể sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn.
Bằng cách sử dụng sức mạnh ý chí, sự quyết tâm và sự tập trung của bạn, bạn có khả năng chiến thắng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống ha. Đồng thời bạn là người có khả năng sẽ tạo ra được một cái thành công vang dội ha, trong vòng 20 ngày tới này. Và một cái sự khởi đầu tâm linh sâu sắc, sự hợp tác hoặc là sự kết hợp đang diễn ra tại thời điểm này hoặc là đang biểu hiện cho cái tương lai. Và một số bạn thì có khả năng thu hút tình yêu thì mình nói rồi ha, điều này không nhất thiết phải đại diện cho cái mối tình của hình mối tình lãng mạn, nhưng có khả năng biểu hiện ở những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn á. Có thể là liên quan đến công việc hoặc là liên quan đến cá nhân. Bạn hãy nhớ rằng không phải tất cả các mối quan hệ đối tác đều có thể trở thành một cái điều đúng đắn ha, có nghĩa là bạn phải chọn đúng cái đối tượng để bạn hợp tác. Những người cùng chung chí hướng năng lượng với bạn thì bạn mới hợp tác tốt, còn những người mà họ không có cùng chung chí hướng năng lượng với bạn và họ có một cái sự hoài nghi về những cái kế hoạch ước mơ của bạn thì tốt nhất là bạn không có hợp tác, ngừng hợp tác và tránh xa họ ra. Vì những người đó họ sẽ làm giảm đi cái sự nhiệt huyết, cái sự gọi là nhuệ khí của bạn trên cái hành trình của bạn nha, làm khiến cho bạn mất đi cái sự tự tin. Cho nên hãy chọn bạn mà chơi và chọn người để có thể là cùng tiến với bạn trên cái hành trình phía trước ha. Vì không phải tất cả những cái sự quan hệ hợp tác trong cuộc sống của bạn trong 20 ngày tới nó đều đem ra một kết quả tốt đẹp đâu. Và ở trong cái giai đoạn này thì bạn có khả năng sẽ thể hiện những phẩm chất năm tính của sự lãnh đạo, logic, sức mạnh, trí tuệ và quyền lực. Nó hoạt động như một công cụ giảng dạy và khi làm như vậy, điều đó đang khuyến khích bạn phát triển và củng cố lại những phẩm chất này và khai thác các khía cạnh năm tính của bản thân bạn. Các đặc điểm khác cũng bao gồm những kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề tốt. Thì mỗi người chúng ta đều có năng lượng nam tính và nữ tính. Tuy nhiên, thời điểm này không phải là cái thời điểm để bạn có một cái sự nhu nhược hoặc là yếu đuối, mà bạn phải thể hiện một cái sự nam tính, một cái sự mạnh mẽ quyết liệt để có thể đạt được ước mơ của mình. Không. Đồng thời thì có khả năng là ba bạn sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn qua những cái lời khuyên, hoặc cũng có khả năng các bạn sẽ có sự tương tác với một người sếp cấp trên ha, họ cho bạn lời khuyên hướng dẫn bạn trên cái hành trình phía trước trong cái sự nghiệp của bạn, hoặc là đây là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong kinh doanh ha. Mấy người mà sử dụng logic và lý trí để tạo ra một kết quả tích cực đó ha, và hãy xây dựng những phẩm chất như vậy ha, trong cái con người của mình. Hãy có sự học hỏi từ họ. Và bây giờ là lúc bạn phải hành động như một nhà lãnh đạo và phát huy ý chí của mình bằng cách kết hợp hình thức và cấu trúc vào các ý tưởng, kế hoạch và nền tảng. Đã đến lúc ngừng nói rồi và hành động để có thể đạt được những gì mà bạn phải làm. Sử dụng các phẩm chất và đặc tính của bản thân mình để đưa ra những cái lựa chọn phù hợp nhất. Hãy sử dụng cái sự khôn ngoan, hợp lý, logic và duyên dáng để có thể đưa ra những cái quyết định giúp cho bạn có sự thành công ha. Bạn đang được vũ trụ quan sát rất là nhiều ở đây đó ha, để xem cái hành động, để xem mà có tin tưởng hay không, để xem mà bạn có một cái sự gọi là cố gắng nỗ lực hay không, rồi vũ trụ mới quyết định để cho cái ước mơ của bạn có trở thành sự thật hay không. Và mình thấy trong vòng 20 ngày tới này các bạn sẽ sử dụng lời ăn tiếng nói rất là nhiều ha, các bạn sẽ dùng cái luân xa cổ họng rất là nhiều. Và mình thấy là luân xa cổ họng của bạn đang có một cái sự gọi là phát triển rất là mạnh mẽ, hoặc là nếu mà những bạn nào bị bệnh liên quan đến cổ họng á, bị ho hay gì đó thì có khả năng sẽ được chữa lành ở đây, hoặc là bạn có khả năng ăn nói chu toàn, ngôn ngữ sắc sảo, tinh tế và có sự sáng suốt và có sự gọi là linh động và trôi chảy hơn rất là nhiều, và bạn có khả năng dùng lời nói của mình để có thể gọi là giúp đỡ, nâng đỡ và giúp đỡ người khác, nâng cao cái tinh thần của họ, hoặc là có khả năng truyền dạy kiến thức, chia sẻ những cái lời hay ý đẹp cho những người khác nữa. Nói chung là cái luân xa cổ họng của bạn nó rất là phát triển, và có thể là một số bạn có thể các bạn có sự mạnh mẽ để nói lên cái tình yêu thương đối với những người thân yêu hoặc đối với cái người yêu của bạn chẳng hạn ha. Một số bạn mình thấy là các bạn được khuyến khích hãy chọn một đối tượng mới ha, một cái người mới trong tình yêu, hoặc là chọn một cái hướng đi mới, hoặc là có khả năng một cái đối tác mới gì đó.
Các bạn có tới hai lá ở bến đền ha, hai lá phước lành dồi dào tung đổ vào cuộc sống của bạn. Choose a new direction ha. Đã đến lúc bạn lựa chọn cho bản thân một cái hướng đi mới. Hoàn cảnh hiện tại của bạn có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng bản thân không đạt được những điều mình mong muốn, hoặc là trái tim bạn đang chìm trong cái sự tổn thương nặng nề. Ha, bạn biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều thứ tốt hơn cho bạn và bạn đã quá chần chừ ha để đi theo cái sự chỉ dẫn của những thiên thần. Thì hãy đưa ra quyết định có ý thức về việc trở lại thành chính con người của bạn, hãy tạo ra kế hoạch hành động cho bản thân của mình, thứ mà có thể hướng bạn đến với mục đích thiêng liêng của cuộc đời mình. Ngay từ bây giờ hãy bắt đầu thực hiện những cái bước đi đầu tiên hướng đến cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Và trong cái thời điểm này thì trực giác của bạn rất là đáng tin cậy và chính xác. Hãy lắng nghe những cái lời định hướng bên trong của bản thân và bạn sẽ không thể mắc sai lầm. Bạn có thể chắc chắn rằng những cái lời nhắn mà bạn nhận được từ những thiên thần là thật và xứng đáng với niềm tin của bạn. Hãy có niềm tin vào cảm giác của chính bạn trong cái hoàn cảnh này. Góc nhìn của bạn về người khác cũng như cảm xúc và động lực của họ đều chính xác một cách rất là hoàn hảo. Không cần phải đặt câu hỏi về những gì mà bạn cảm thấy là đúng hay không. Một số bạn mình thấy khả năng là bạn sẽ chọn tụ 2 với tụ 3 đó. Và abundance ha, sự phồn vinh to lớn đang đến với bạn rồi. Những kế hoạch của bạn sẽ sinh ra cái sự thành công, đồng thời bạn sẽ có được cảm giác an toàn về tương lai. Các thiên thần sẽ luôn ở bên bạn nếu bạn chịu thực hiện những hành động cần thiết để bộc lộ ước mơ của mình. Sự phồn vinh về bản chất không nhất thiết là về của cải vật chất. Bạn có thể tìm được những ý tưởng mới, hoặc là có nhiều bạn bè, hoặc là sức khỏe dẻo dai, hoặc là tình cảm lãng mạn. Thì cái lá bài này nó cũng phản chiếu dòng chảy bên trong của bất kỳ loại báu vật nào được liệt kê ở trên và cuộc đời của bạn. Hãy dang rộng vòng tay trước thiên đường và nhận lấy những cái gì bạn luôn khao khát với lòng biết ơn sâu sắc ha. Và hãy hành động đi ha, take action. Đã đến lúc bạn hành động rồi đó, những thiên thần đang chờ đợi bạn làm những công việc tiếp theo để từ đó các ngài sẽ hỗ trợ cho bạn trên con đường tiến đến ước mơ. Hãy bỏ qua hết mọi cái sự trì hoãn và không chắc chắn đi. Sâu trong trái tim bạn thì bạn biết mình cần phải làm gì, vì vậy bạn hãy tiếp tục tiến lên. Dù cho đây là vấn đề về công việc, mối quan hệ hay là những cái chủ đề khác, thì ước mơ của bạn sẽ không tự nhiên mà đến, mà bạn sẽ cần thúc đẩy bản thân của mình chủ động tập trung vào việc theo đuổi những gì mà bạn hằng mong muốn đó. Và những cơ hội đang đến với bạn nữa. Wow. Các bạn ở đây mình thấy khá là may mắn ha, phước lành, cơ hội, sự dồi dào hoặc là tình cảm. Nếu bạn mong muốn điều gì đó thì có khả năng nó sẽ trở thành sự thật trong 20 ngày tới thôi. Sự tăng trưởng và mở rộng theo hướng tích cực đang đến với bạn rồi. Những cơ hội này có thể sẽ đi cùng với nhiều cảm hứng và sự thấu hiểu sâu sắc. Hoặc đây cũng có thể là cơ hội để bạn thực hiện những ý tưởng mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu. Bạn có thể đang tìm kiếm một cơ hội để tạo ra cái sự thay đổi trong sự nghiệp, hoặc là bắt đầu một cái chuyện tình lãng mạn cho bản thân. Thì bất cứ điều gì bạn đang khao khát, những thiên thần đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa đầy cơ hội cho bạn. Hãy bước đến bên nó ngay lập tức ha. Và những cảm xúc của bạn đang được chữa lành ha. Điều này cho phép bạn mở ra tình yêu lớn hơn. Và thiên thần Uriel sẽ giúp cho bạn giải phóng cái cơn giận dữ và sự không tha thứ khỏi trái tim và tâm trí của bạn. Và thiên thần Uriel là một nhà tâm lý học ha. Bởi vì ngài sẽ chữa lành các độc tố từ suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và đặc biệt giải phóng những cái sự tức giận cứng đầu và không khoan nhượng. Và ngài ở đây ngay bây giờ để loại bỏ những độc tố đó. Và ngài cũng muốn làm việc với bạn để giúp cho những người khác có sự xóa bỏ những khối cảm xúc và tâm lý của họ nữa ha. Và khi mà bạn chăm sóc bản thân mình một cách xuất sắc thì tất cả mọi người đều được hưởng lợi ha. Hãy dành cho mình một cái liệu pháp thư giãn ngày hôm nay, chẳng hạn như là massage nè, hoặc là chăm sóc móng chân, hoặc là điểm gì đó mà giúp cho bản thân sức khỏe của bạn nó tốt hơn. Và bạn là một người hay cho đi, và vũ trụ yêu bạn vì cái điều đó. Giờ là lúc bạn nên cho đi chính mình rồi ha. Và thiên thần để hỗ trợ giúp cho bạn mở rộng cái tâm hồn cơ thể của mình thông qua quá trình thư giãn. Vì vậy bạn thấy rằng thư giãn có tác dụng riêng cho chính bản thân của bạn ha. Bạn càng cho phép cái thiên thần trao cho bạn cái quyền năng, và thì bạn sẽ càng có khả năng gọi là
đạt được cái gì mà bạn mong muốn. Và linh hồn của bạn kêu gọi lên thiên đường rằng bạn cầu xin một chút nghỉ ngơi và thư giãn, vì bạn đã làm việc không ngừng và bạn cũng đã giúp cho nhiều người khác có sự tốt đẹp hơn, thì bây giờ đã đến lúc bạn nhận được cái phần thưởng. Và đây là cái chỉ thị từ thiên đàng là hãy chăm sóc bản thân và đừng để mình bị lung lay khỏi những cái nhiệm vụ quan trọng này. Hãy thực hiện các bước ngay bây giờ để tạo cái thời gian để thư giãn thoải mái, xả stress. Nhờ đó mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và yên tâm hơn. Điều này sẽ giúp ích cho mọi người trong cuộc sống của bạn. Và hãy có niềm tin và hy vọng, bởi vì có điều gì đó tích cực và mới mẻ ở phía chân trời bạn chưa thể nhìn thấy đó. Những hạt giống mà bạn đã gieo đang bắt đầu nảy mầm thành quả rồi. Tuy nhiên, bạn thậm chí có thể không nhận thức được những kết quả này vì chúng đang ở giai đoạn sơ khai. Bây giờ điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải sống lâu và giữ tầm nhìn rõ ràng về mong muốn và sự tập trung của bạn. Tránh những cái người hoài nghi hoặc là những người có suy nghĩ tiêu cực ha. Và cái việc hành động hàng ngày với những cái bước đi gọi là có sự đơn sơ, một cái bước đi nhỏ bé nhất cũng là một cái điều cần thiết để có thể biến ước mơ của bạn trở thành sự thật đó. Có khả năng một cái cuộc điện thoại, một lá thư hoặc là một cái tài liệu gì đó sẽ giúp cho bạn có một nguồn năng lượng tích cực ở mức độ cao hơn trong 20 ngày tới. Mỗi ngày bạn hãy khẳng định tích cực rằng bạn đã đạt được hoặc là vượt xa ước mơ của mình, và quan trọng nhất là hãy cầu xin sự trợ giúp của thiên thần trên từng cái bước đi trên cái hành trình của bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.